Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 32 cho ý kiến đối với báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 3 năm 2024. Trưởng ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình cho biết, cử tri và nhân dân phản ánh, thời gian qua, tình trạng các chương trình game đánh bạc trực tuyến trên mạng diễn ra tràn lan. Các cơ quan chức năng đã triệt phá rất nhiều vụ đánh bạc lớn trên không gian mạng, tuy nhiên hoạt động này vẫn tiếp diễn và không có dấu hiệu suy giảm, thậm chí là còn phát triển ngày càng nhiều và tinh vi. Cử tri và nhân dân cũng bày tỏ sự bức xúc trước thực trạng vi phạm trật tự giao thông của một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay khi tụ tập thành nhóm, phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng và cá biệt có trường hợp còn thách thức, chống đối, không chấp hành yêu cầu kiểm tra và sẵn sàng lao xe vào lực lượng chức năng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Bộ Công an tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm có tính chất răn đe đối với các loại tội phạm này.